Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm giải mã bằng sắt nha. Mình sẽ làm cái này trước nha. Đây, đây là đường ra. Mình sẽ để qua bên đây nha. Này đường ra nha. Xong rồi nha. Cho mình nha. Không được nè. Mới vô là mình biết cách gắn gỡ ra nè. Rồi xong rồi nha. Nè, xong rồi. Xong rồi. Này xong rồi nào. Xong rồi nha. Nó bị kẹt cái nào. Mình mới chuyển người rồi đó. Nha các bạn.
là cách làm rồi nha. Nè. Đến đây là hết kết thúc rồi nha. Xin chào các bạn.